mình không có đi câu đêm các bạn. Hôm nay mình trở lại cầu gần câu đêm nha các bạn. Thì giờ này trời bắt đầu tối, cá nó cũng bắt đầu ăn các bạn. Ôi, lũ phao rồi, lũ phao rồi. Dính rồi. Trời, dính cá gì bự lắm các bạn. Ui, cá chê. Cá chê bự các bạn ơi. Trời ơi, đang nói chuyện mà nó lòi không hay luôn các bạn. Ui, cá chê bự quá. Sao giờ? Giờ đang cầm máy trên tay nữa nên sao giờ trời. Để mình tắt máy các bạn ơi, mình tắt máy mình lấy giật mình vớt nó các bạn ơi. Chứ bây giờ mình đang cầm trên tay rồi, không biết làm sao luôn á. Quá trời nhạc kìa. Lên cá các bạn ơi. Chê này cũng bự nè. Được con cá dưới cọng nha các bạn. Yeah.
chê.
Cái có đấy không có chồng đấy. Giờ này cũng 10 giờ mấy rồi các bạn ơi. Thì này bữa nay mình trở lại đây cầu, không biết ở đây có cái công trình nó ồn quá các bạn ơi. Thì sớm giờ cầu cũng được mớ cá không có nói chuyện nha. Nên các bạn thông cảm. Thì mình không để âm thanh gốc được tại nó ồn quá. Rồi thì bây giờ mình báo cá cho các bạn xong mình kết thúc video ở đây về các bạn ơi. Thì giờ này 10 giờ 13 phút rồi. Ngày mai mình còn phải đi làm nữa. Rồi ok, mình đem cá lên mình báo cho anh em và các bạn xem xong mình kết thúc video ở đây ha. Bây giờ mình đem cá lên thử coi bữa nay được nhiêu ha. Con nó rỉa phá hồi quá.
phía ngoài các bạn ơi, thì con cá chê bự nè, với mấy con cá chép nhỏ 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 mà. Có con cá chép này nó bị nước lưỡi rồi, nó ngóng cổ tối rồi. Yeah.